Người mới, hãy nhấn nút đăng ký ở góc dưới bên phải video để ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái dự án của Hồng Kông có tên là IF City. Thì đây là một cái dự án mà nó cho chúng ta khai thác cái đồng coin chính của cái dự án là đồng IF City. Ngoài ra chúng ta còn được nhận airdrop và còn được quay số trúng thưởng cũng như là xem quảng cáo để mà nhận các cái đồng như là QWE là đồng WE đó, và đồng USDD và đồng Ethereum, Bitcoin, nhiều cái loại đồng khác ở trong tích hợp trong một cái dự án này. Nó cho chúng ta làm nhiệm vụ và khai thác nhiều đồng khác nhau ha. Cái dự án này nó đã đi vào hoạt động từ khoảng hơn một tháng trước rồi, nhưng mà nó mới vừa chính thức một cách là phân phối một cách chính thức vào ngày 14 tháng 11, và nó đã có app kể từ ngày 14 tháng 11 ha. Thì cái đường link mà đăng ký á, mình sẽ để ở trong cái phần mô tả video của mình. Các bạn bấm vào đó, nó sẽ trực tiếp ra một cái giao diện website để mà các bạn đăng ký ở đó, hoặc các bạn có thể tải app trực tiếp từ cửa hàng ứng dụng iOS hay là Android. Đây, ở trong cái cửa hàng ứng dụng Android của mình thì mình đã tải cái app IF City rồi đây. Mình sẽ mở ra và mình sẽ đăng ký tài khoản để các bạn cùng xem luôn nha. Hiện tại thì nó đang xuất hiện một cái giao diện sử dụng tiếng Trung, bởi vì đây là app của Hồng Kông mọi người. Mình sẽ chọn tiếng Việt để mọi người cùng xem nha. Ở đây sau khi mà đổi ngôn ngữ thì chúng ta sẽ bấm vào phần đăng ký. Ở đây đúng không ạ? Mình bấm vào đăng ký. Rồi, nó sẽ cho mình vui lòng nhập hộp thư. Thì các bạn lưu ý là một thiết bị chúng ta chỉ đăng ký một cái tài khoản thôi, tức là một địa chỉ IP chỉ được đăng ký một tài khoản. Mình đừng có đăng ký nhiều cái tài khoản khác nhau ở trong cùng một địa chỉ IP. Thứ hai nữa là khi mà bạn bấm cái email về nè, thì một số cái tài khoản, một số cái bàn phím điện thoại của các bạn nó sẽ gợi ý cái full cái địa chỉ email ra đây, thì các bạn chỉ cần bấm chọn là được. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây mình đừng có làm như vậy nha, mình phải bấm từng chữ, bởi vì nếu mà bạn bấm chọn thì thường nó sẽ không cho bạn đăng ký và đăng ký không có thành công. Đây là mình theo cái sự chia sẻ của những cái người đã đi trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu. Mật khẩu thì sẽ bao gồm một ký tự in hoa, ký tự thường, chữ số và ký tự đặc biệt nha mọi người. Ký tự đặc biệt là những cái ký tự mà chấm than, a cộng, thăng, tiền hoặc là phần trăm vân vân ha. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã mời. Ở đây thì mình sẽ dán cái mã mời của cái người mà mình đã tham khảo cái video, cái hướng dẫn của bạn đó. Cái mã mời của mình thì mình để ở cái phần mô tả cũng như là cái phần ghi bình luận nha. Các bạn có thể copy hoặc là các bạn có thể xem cái mã mời của mình và nhập vào đây để ủng hộ mình nha. Các bạn phải nhập mã mời thì các bạn mới nhận được cái airdrop là 10 đồng QWE đó. Thì chúng ta nhập mã mời để chúng ta nhận phần thưởng nha mọi người. Rồi các bạn vào cái chỗ gửi mã xác nhận này, bấm vào đó ha. Thì nó sẽ có một phút để chúng ta qua email mà tìm cái mã xác nhận của chúng ta. Đây, mình đã tìm thấy cái email về mã xác nhận, nó nằm ở trong một thư rác nè mọi người. Và chúng ta thấy cái số là 713105, mình sẽ gõ lại chứ mình không có copy ha, để đảm bảo là mình đăng ký thành công. Rồi, mình qua cái app của mình gõ 713105. Ok, bây giờ mình bấm đăng ký. Rồi, tài khoản đã tồn tại. Bây giờ mình thử đăng nhập nha. Đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện nó như thế này. Chúng ta sẽ biết được số lượng người trực tuyến là bao nhiêu. Và cái giao diện bên dưới nó như thế này ha. Chúng ta ấn vào cái đào mỏ này. Thứ hai là các bạn ấn vào những cái hình tròn này nè, là để chúng ta xem quảng cáo và chúng ta nhận cái airdrop của nó nha mọi người.
Bạn ấn đào mỏ, thứ hai là các bạn phải nhấn chỗ này để các bạn nhận cái đồng IFCT miễn phí nè. Chúng ta đang khai thác miễn phí. Còn ví dụ như mình muốn nhận thêm hai cái đồng IFCT nữa thì mình bấm vào đây xem quảng cáo nè. Kết thúc thời gian xem quảng cáo thì nó sẽ hiện ra cái chữ đã cấp phần thưởng ở góc trên bên phải. Và mình thử bấm vào cái chỗ là của tôi đây ha. Của tôi. Rồi, mình bấm vào cái tài khoản của mình để mình nhìn nè. Thì mình thấy ở đây mình đã có hai cái đồng IFCT 2,017 là do 0,0017 là nãy giờ mình khai thác, còn hai đồng này là do xem quảng cáo đó mọi người. Rồi. Mình quay trở lại cái màn hình chính nha. Rồi mình tiếp tục như vậy ha. Ví dụ như mình xem một cái quảng cáo ở đây nữa thì mình sẽ được hai cái đồng QWE QWE đó ha. Rồi và bây giờ nó hiện ra là đã cấp phần thưởng ở góc trên bên phải mọi người thấy không ạ? Mình tắt. Rồi. Tiếp tục nè, mình sẽ nhận 0,1 đô. 0,1 USDT ở đây nha. Cũng bấm vào và nó cũng yêu cầu mình xem quảng cáo. Rồi, đã cấp phần thưởng. Mình trở ra ha. Như vậy á thì chúng ta lần lượt bấm vào những cái hình cầu, hình quả địa cầu hay là những cái hành tinh đang bay bay đó để mà chúng ta xem quảng cáo thì chúng ta sẽ được nhận airdrop thêm. Còn nếu như các bạn không thích thì không thích xem quảng cáo sợ mất thời gian thì các bạn chỉ ấn đào mỏ khai thác mỏ thôi để cho nó tự khai thác cái đồng IFCT cho mình. Rồi các bạn bấm vào cái chỗ của tôi này. Mình vào cái chỗ airdrop. Mình vừa mới tạo tài khoản xong thì mình vào cái chỗ airdrop. Ở đây thì mình sẽ được lãnh nhận là 50 IFCT này mọi người. Mình sẽ ấn vào lãnh nhận. Rồi, mình đã nhận thành công. Ngoài ra còn một chỗ chúng ta cần lưu ý nữa là cái chỗ có chữ Chantao tao này ha mọi người. Đây là cái chỗ mà chúng ta hàng ngày cứ mỗi 24 giờ thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Và chúng ta sẽ chọn là nó sẽ có cái biểu tượng ký cái nút ký tên ở đây để các bạn bấm vào ký tên. Thì cứ mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ mình cứ bấm ký tên như vậy mình sẽ được nhận một đồng QWE miễn phí nha mọi người. Như vậy là đào mỏ nè. Bấm vào đây để thu hoạch nè, xem các video để lấy quảng cáo nè và đăng nhập, bấm vào đăng nhập ở đây ký tên để mà nhận cái đồng QWE. Ngoài ra mình bấm vào cái phần giải trí nè. Bấm vào phần giải trí thì mỗi ngày 24 giờ nó sẽ cho chúng ta rút thăm may mắn ở chỗ này nè. Nếu mà mình thấy số còn lại là một thì các bạn có thể bấm vào bắt đầu rút thăm để nó sẽ quay cho mình sẽ trúng một trong những cái phần thưởng ở đây ha mọi người. Còn nếu mà mình bấm vào cái chỗ này á, thì chúng ta sẽ phải tốn một đồng AFCT để có thể quay hoặc là chúng ta sẽ phải xem quảng cáo để có thể quay vòng quay may mắn này nha mọi người. Như vậy là đã tổng hợp tất cả những cái gì mà mọi người cần làm để mà chúng ta có thể khai thác tối đa từ cái app này ha. Ngoài ra là mọi người vào cái chỗ của tôi này. Sau đó chúng ta vào cái phần là nhóm của tôi thì mình sẽ thấy mình bấm vào chi tiết nhóm, mình sẽ thấy những cái bạn bè mà đã tham gia khai thác dưới cái link mời của mình ha. Rồi phần xác nhận danh tính thì hiện tại nó chưa có mở cho nên chúng ta chưa làm được này mọi người. Và sau thì chúng ta sẽ có thể xác nhận danh tính ha. Mình vào cái phần về chúng tôi nè. Mọi người sẽ thấy cái trang Twitter của dự án ở đây, cái nhóm Telegram của họ ở đây và cái website của họ ở đây. Ở đây thì chúng ta có cái sách trắng, mình sẽ bấm vào mình xem ha. Mở với Drive nha. Đây, toàn bộ cái thông tin của cái dự án sách trắng này mọi người có thể tìm thấy ở đây. Nó nội dung của nó bằng tiếng Anh ha. Thì cái dự án này á là một cái dự án đầu tiên về chuỗi thực tế ảo công khai của Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồng Kông. Và cái đồng IFCT là một cái đồng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Hồng Kông cho cái dự án này nha mọi người. Mọi người có thể tự tìm hiểu thêm thông tin ở đây nha.